Nước mắt em đang rơi trên những ngón tay, nước mắt em mang nỗi nhớ nỗi đắng cay. Khi những yêu thương em trao cho ai tan thành mây như hôm nay. Bối rối tôi đang bên em ta lắng nghe, muốn giữ đôi vai đang run trong tái thế. Muốn nói quên anh ta đi em nhé, sao phải mãi nặng nề. Tình yêu xưa đến nay là cơn lốc xoay, dù ai cũng hay mà trong phút giây chẳng nhận hết niềm vui dịu êm lẫn đọa đầy. Yeah, vào nơi tôi có khi điều đang giấu đi chẳng hề khác chỉ giọt nước trên mi em rơi. Khi người mình yêu khóc, nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng. Mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc, tôi cũng đớn đau. Bao ngày dài trông ngóng, chỉ còn biết hy vọng. Có những cơn mưa ngăn ta không thấy nhau, có nỗi ưu tư riêng thôi ai biết đâu. Dẫu trái tim anh luôn yêu thương em như là mối tình đầu. Muốn nâng theo đôi chân em trên bước đi, muốn thấy ai yêu em như anh nghĩ suy. Nhưng yêu đôi mong qua nhanh mỗi khi không hạnh phúc điều gì. Tình yêu xưa đến nay là cơn lốc xoay, dù ai cũng hay mà trong phút giây chẳng nhận hết niềm vui dịu êm lẫn đọa đầy. Yeah, vào nơi tôi có khi điều đang giấu đi chẳng hề khác vì giọt nước trên mi em rơi. Khi người mình yêu khóc, nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng. Mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc, tôi cũng đớn đau. Bao ngày dài trông ngóng, chỉ còn biết hy vọng. Chẳng nhận hết niềm vui dịu em lẫn đọa đầy. Yeah, vào nơi tôi có khi điều đang giấu đi chẳng hề khác chỉ giọt nước trên mi em rơi. Khi người mình yêu khóc, nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng. Mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc, tôi cũng đớn đau. Bao ngày dài trông ngóng, chỉ còn biết hy vọng. Ca khúc Khi người mình yêu khóc là một ca khúc theo kiểu R&B. Thì đây là một ca khúc Quỳnh viết cộng thời gian gần đây, nhưng mà ý tưởng thì đã cũng được khá là lâu rồi, rất lâu trước đó. Thì sau đây Quỳnh mới hoàn thành, thì cũng giống như một số ca khúc sau này thì Quỳnh cũng sẽ hoàn thành những ý tưởng trước đó để làm thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên thì như nói thì đây là câu chuyện của trước đây chứ không phải là chuyện của bây giờ vui hơn. Trước đây nó buồn nhiều cho nên là quý vị sẽ thích âm hưởng nó hơi đau khổ của nó.